Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Ất Sửu. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem Tử Vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý cô cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng. Tổng quan. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng không có quan hệ gì với Thái Tuế cho nên vận thế cơ bản ổn định, mọi việc khá tốt. Quý cô tuổi Ất Sửu năm nay gặp được nhiều hung tinh lẫn cát tinh. Về tình cảm và sự nghiệp gặp hồng loan và mạch Việt trợ lực giúp đỡ. Nhân duyên tốt đẹp, sự nghiệp lạc quan. Tuy nhiên tử vi khuyên ất sửu nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân chứ đừng thả lỏng quá mức và ảnh hưởng đến vận thế. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù, đà kích nghiêm trọng đến cơ thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác. Hung tinh Tử vi năm nhâm dần 2022 cho hay, tuổi ất sửu gặp hung tinh bệnh phù ảnh hưởng đến sức khỏe. Đi lại có vấn đề, hạn chế đi xa. Thân thể trong năm nay hay ốm vặt, gặp ảnh hưởng không tốt, mất ngủ thường xuyên. Cát tinh. Hồng Loan trợ mệnh, nữ mệnh trở nên thu hút và lôi cuốn hấp dẫn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới, vừa giúp cho công việc thuận lợi, vừa giúp cho tình cảm gia đình càng ngày càng hạnh phúc. Mạch Việt trợ mệnh giúp cho công việc ổn định, nữ mệnh nhận được sự giúp đỡ của cấp trên cho nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp, gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có sự nghiệp khá tốt. Bạn gặp mạch Việt là các tinh giúp trợ vận, công việc tăng tiến. Các công việc đều ổn định, có cơ hội đột phá, thay đổi địa vị của mình, chức quyền và tiền tài đều lớn mạnh. Năm nhâm dần 2022 là lúc quý bà Ất Sửu 38 tuổi, đây là tuổi thịnh vượng nhất trong sự nghiệp, cho nên cần phải cố gắng hết mình, nỗ lực để có vị trí tốt hơn ở tại công ty. Tài lộc Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có tài vận tương đối tốt quý bà 38 tuổi có sự nghiệp ổn định tăng tiến nên nguồn thu cũng theo đó tăng lên. Ngoài ra tài vận nước lên thuyền lên, cuộc sống tăng tiến không ngừng. Tử vi cho hay ở các nghề tay trái, quý bà tuổi sửu cũng nhận được không ít thu nhập. Mạch Việt trợ lực hóa nguy thành an, quan lộc tịnh tiến. Năm nay bạn tràn đầy năng lực, có thể hy vọng vào việc tăng chức để tăng lương, nhận thêm các chế độ đãi ngộ. Tài lộc trong năm có ba cát tinh thiên phúc, thiên ấn và thái dương đồng chiếu, có lợi cho cả chính tài và thứ tuy nhiên nguồn thu nhập tăng hay giảm phụ thuộc khá nhiều vào công việc hiện tại quá trình cầu tài còn có những trở ngại lấy phương châm giữ tài làm trọng ưa tĩnh tránh động nên tìm hiểu thông tin cho rõ ràng khi đầu tư tránh bị thất thoát hao tốn về tiền của mặc dù công việc nhiều nhưng bản mệnh có vận quý nhân vượng được giúp sức từ phía cả lãnh đạo và nhân viên cấp dưới nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân Bản mệnh được nhiều quý nhân là nam giới giúp đỡ, chính họ sẽ tiết lộ những thông tin đầu tư rất có giá trị cho bạn, nhờ đó mà doanh thu của bạn không ngừng tăng cao. Tuy nhiên trong năm cũng cần lưu ý, việc hợp tác cần phải công tư phân minh, không nên vì chuyện tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới toàn cục diện phát triển sự nghiệp. Như vậy cũng hạn chế những tranh chấp không đáng có về tài chính, tránh tình trạng trước hợp sau ly, vừa mất uy tín lại gây phá tài. Lưu ý trong hợp tác làm ăn, kinh doanh cần thỏa thuận rõ ràng các điều khoản, nhất là khoản chia lợi nhuận. Đừng để tới lúc làm ăn thuận lợi và sinh lời rồi hai bên lại trở mặt từ bạn thành thù. Tiền bạc luôn là con dao hai lưỡi, đòi hỏi bạn phải hết sức tỉnh táo mới có thể điều khiển được nó, bằng không sẽ bị nó cuốn theo. Tình cảm Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có tình cảm phát triển theo hướng lạc quan có vẻ như năm nay là một năm thuận lợi với quý cô tuổi sửu không chỉ trên phương diện sự nghiệp gặt hái được các thành công mà trên phương diện tình cảm cũng có những ngọt ngào hạnh phúc các tinh hồng loan nhập mệnh mạng cho bạn không ít vận may bất kể là người độc thân hay người đã kết hô vận đào hoa sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào cho bạn Đặc biệt đối với các quý cô tuổi sửu còn đang độc thân, bạn đang đứng trước cơ hội gặp gỡ được nhân duyên trời định thông qua bạn bè, gia đình mai mối mà thoát kiếp độc thân, thậm chí có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình trong năm nay. Sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có sức khỏe không khá tốt. Theo tử vi năm, hung tinh bệnh phù sẽ ảnh hưởng đến tuổi Sửu nữ mạng, năm nay một số vấn đề về sức khỏe sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn bao giờ hết. Năm nay tuổi sửu đã 38 tuổi, cho nên cần chú ý không nên thức đêm thức hôm nhiều. Ngoài ra thì cũng cần phải biết chăm sóc nhan sắc của mình, tăng cường ăn uống các loại thức ăn, đồ bổ dưỡng cho cơ thể, dưỡng nhan. Tuổi ất sửu nên cẩn thận mỗi khi ra đường, nên thường xuyên đi chùa cầu bình an để mang lại may mắn cho bản thân mình. Tử vi từng tháng Tử vi từng tháng tuổi ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1. Tử vi tuổi ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có vận trình tài lộc được đánh giá là tương đối may mắn. Trong không khí lễ hội, quý cô tuổi Sửu có nhiều năng lượng tích cực hơn và thường có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, gặt gái được niềm vui. Tuy nhiên, đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe tốt. Nhưng bất chấp vận may của bạn, bạn nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chú ý khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhất là trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà tuổi ất sửu cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Tháng 2 Tử vi tháng dự báo vận sự nghiệp của quý cô ất sửu tháng này vô cùng lớn. Bạn gặp được sự giúp đỡ của mạch Việt cho nên bạn luôn hoàn thành được xuất sắc nhiệm vụ. Bạn có thể nhận được sự ưu ái và tin tưởng của cấp trên, giao cho nhiều trọng trách và có cơ hội thăng tiến trong tháng 2 này. Quý cô tuổi Sửu 38 tuổi năm nay phải hết sức nắm bắt cơ hội, củng cố vị thế cho mình ở một vị trí vững chắc để có thể đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Tháng 3. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng khá hanh thông trong tháng này. Được sự trợ giúp của sao may mắn, Hồng Loan, quý cô tuổi Sửu 38 tuổi có vận trình tình cảm vô cùng lý tưởng trong tháng 3. Mối quan hệ giữa bạn và người chồng càng trở nên khăng khít, tình cảm đôi bên được như ý. Liên tục được sưởi ấm với sự trợ giúp của các tinh. Ngoài ra, vận đào hoa của một số tuổi quý cô ất sửu còn độc thân cũng rất tốt, bạn có cơ hội tỏ tình thành công đối và thoát khỏi cảnh độc thân. Tháng 4 xem bói tử vi tháng cho hay khi bước vào tháng tư, bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, nữ mệnh ất sửu dễ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của các tinh bệnh phù cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, những người sinh năm 1985 phải nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này và chăm sóc cơ thể của mình, điều quan trọng nhất là không nên làm việc quá sức nếu không sẽ vô ích đối với sức khỏe của bạn. Tháng 5 tử vi nữ mệnh tuổi ất sửu vào tháng 5 năm nhâm dần dự báo tài vận khá bất ổn do sự bất ổn của nền kinh tế thị trường. Một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của bạn. Các khoản thu nhập thêm có thể sẽ giảm xuống, bạn nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại của mình. Tháng 6 Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng không quá may mắn, bạn gặp nhiều kẻ phá đám, công việc gặp phiền phức, tiểu nhân hãm hại. Tháng này tốt nhất nên tận dụng làm việc, chủ động tránh xa tiểu nhân để tránh gặp xui xẻo và bị hãm hại. Tháng 7 Tử vi tuổi Sửu nữ mệnh tháng này khá tốt. Các mối quan hệ ngoại giao được tăng lên, gặp gỡ và giao lưu cũng nhiều hơn tình cảm với các thành viên trong gia đình tăng lên chính là một trong những điều may mắn tháng này của tuổi ất sửu. Tháng 8 Tình hình sức khỏe của nữ mệnh sinh năm 1985 không được lý tưởng trong tháng 8 âm lịch. Một phần bị quấy dày và bị ảnh hưởng bởi hung tinh. Người này dễ bị trầm cảm hoặc chán nản. Đặc biệt là về mặt tâm lý, thật dễ dàng để trầm cảm do căng thẳng quá mức, điều này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Vì vậy, tử vi khuyên nữ mệnh nên điều chỉnh tâm lý trong tháng này và đừng cho mình quá nhiều áp lực. Hãy tranh thủ gặp gỡ, hàn huyên với bạn bè để giải tỏa áp lực bạn nhé. Tháng 9 Vào năm 2022, mối quan hệ giữa quý cô tuổi ất sửu với mọi người được cải thiện. Với sự giúp đỡ của các tinh, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ một số người bạn tâm giao, những người sẽ đồng hành và giúp đỡ bạn trong tháng. Không chỉ vậy, các mối quan hệ xã hội của bạn cũng phát triển. Vì vậy, tháng này sẽ là một tháng may mắn đối với người tuổi Ất Sửu, bạn phải nắm bắt cơ hội để mở rộng quan hệ xã hội của mình, điều này thực sự rất hữu ích cho mạng lưới và công việc sự nghiệp của bạn. Tháng 10. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2022 nữ mạng có sức khỏe sa sút, nguyên nhân là do sự thay đổi đột ngột của thời tiết, một số người có thể bị cảm lạnh, bị ốm. Tử Vi khuyên bạn nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, đồng thời trong cuộc sống cũng nên chú ý đến trang phục ăn mặc đủ ấm, đừng để mình bị nhiễm lạnh. Tháng 11. Tử Vi dự báo nữ mệnh ất Sửu có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của cát tinh. Người làm công việc kinh doanh có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư cũng được chú trọng nhiều cũng sẽ mang lại những may mắn lớn cho các bạn. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, bạn cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính và cổ phiếu. Mong rằng những người tuổi ất sửu thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để có thể khởi sắc trước dịp đầu năm. Tháng 12 Tử vi tuổi ất sửu 1985 năm 2022 nữ mạng tương đối bận rộn. Vì đã gần cuối năm quý cô tuổi sửu chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn trong sự nghiệp và các nhiệm vụ được giao cho bạn trong tháng này các công việc cũng trở nên vất vả hơn nên những tuổi ất sửu có thể cần phải dành nhiều sức lực và thời gian hơn. Tuy nhiên, dù cuộc sống tương đối bận rộn nhưng các bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm việc quá sức và nên hiểu việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi là một điều cần thiết để tránh các áp lực quá sức. Xin chào và hẹn gặp lại!